Đóng sợi đây, ghế đây rồi nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Dạ. Alo em, mời em trai giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên cạnh. Em tên là Trần Anh Chiến, quê ở miền Trung, quê ở Quảng Bình. Em và sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chiến đang làm công việc gì? Hiện tại em đang là kỹ sư của công ty xây dựng ạ. Kỹ sư công ty xây dựng, làm việc ở đâu Chiến? Em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 30 tuổi ạ. 30 tuổi, rồi, mời em gái. Chào chị MC Cát Tường, chào bạn trai bên kia trái tim và những bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Phiên Bản Ăn Trưa. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thúy, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình Phước, mình đang làm công việc gì em? Dạ em công tác trong ngành y, và em làm bên khoa sản, trung tâm y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Làm khoa sản là cụ thể mình làm công việc gì em? Dạ, khoa sản là chị cũng biết đấy, mọi người hay nói là đỡ sanh chứ chị, đỡ đẻ. Mà em đỡ luôn hay là dạ. Em có biết em đỡ được bao nhiêu ca rồi chưa? Dạ em không nhớ, tại vì tới tour trực mình là mình sẽ đỡ sanh. Làm công việc đó có áp lực gì không em? Dạ, nói chung là công việc thì hầu như là tụi em phải thức đêm rất là nhiều. Cũng có nhiều áp lực nhưng cũng có nhiều cái vui. Cái vui là khi tụi em đón được một, đỡ được một em bé chào đời một cách tiếng khóc là tụi em cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Sao em nghe cái công việc của bạn gái như vậy em cảm thấy như thế nào? Em thấy công việc của bạn gái thì không biết bạn gái có đủ sức khỏe để cố gắng. Thấy công việc cũng khá là vất vả. Đâu em hỏi thử coi là tình hình sức khỏe của cổ hiện tại như thế nào em hỏi đi. Em mà cho anh hỏi nếu làm vậy thì thời gian dành cho cá nhân như thế nào? Dạ em tại vì là tụi em trực một ngày sẽ được ra trực một ngày thì cái thời gian đó là em sẽ bù cho cái ngày, ví dụ như cái ngày mình ra trực là mình ăn uống bù này, mình ngủ bù này, rồi làm việc gì cá nhân. Tại do tính chất công việc của em là phải đi trực mà thường là cuối tuần cũng phải trực nữa chị. Ví dụ như bạn bè rủi cho đi chơi 2-3 ngày đi mày, không phải thông báo trước là mình mới sắp xếp được chị, chứ mình bảo là đùng một cái là đi chơi là chứ không có được chị. Rồi bây giờ chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của tụi em là gì nè. Em trai trả lời trước nè, điểm mạnh của em là gì Chiến? Điểm mạnh của em thì cần cù và chịu khó. Còn điểm yếu của em thì các môn về thể thao, em yêu thích thể thao nhưng mà em ít khi chơi thể thao lắm. Lý do tại sao yêu thích thể thao mà ít chơi thể thao? Ở quê cũng công việc mà em thì làm phụ việc nhà với gia đình nhỏ, thì em không chăm lo đến cái thời gian cá nhân của em nên em không quan tâm đến cái vấn đề đó. Rồi em có khỏe không? Em khỏe. Sao em biết em khỏe? Thì em làm thì em biết con người em ngáng chừng như thế nào thì em. Kỹ sư xây dựng là có ra công trường không? Em hiện tại thì vẫn đi theo dự án đó chị. Là cũng có ra công trường chứ gì đúng không? Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em hả? Có nhậu không? Ra công trường nó có nhậu nhiều không? Không, mà công việc của em thì cũng là ít. Chị có thể nói là ít vì công việc nó nhiều thì bọn em thường làm về thì cũng tối tranh thủ nghỉ ngơi. Mình có tật xấu gì không? Lẽ người không có khuyết điểm gì phải xấu. Có chứ xấu à, chắc chỉ có đam mê thể thao thôi. Đam mê thể thao sao xấu? Lúc nhỏ em hay xem đá bóng, thường vào xem thường tầm khoảng 2-3 giờ đêm, có khi lại cho nên là mất ăn mất ngủ, thức khuya lại. Có cá độ không? Cá độ thì không. Thế còn em gái sao nè, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng vui vẻ, là người dễ gần. Còn điểm yếu chắc em cũng nhiều lắm, nhưng mà ví dụ như mà em khi mà em có cái tâm trạng giận hờn hay là nó biểu hiện trên khuôn mặt khó em vào trong lắm. Ví dụ khi giận hờn ai là mình phải tìm cái người nào để mình tâm sự cho bớt cái chị. Đúng rồi. Thứ hai là em hay giận, nhưng giận là 5 phút là quên liền à. Dạ còn gì nữa không? Hay quên, chưa cẩn thận. Ví dụ như mà chìa khóa bỏ cốp xe, đẩy cốp xe là bình thường chị. Vậy thì em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai, nghĩa là cái chiều cao, tại em cao 1m67 thì em mong muốn là bạn trai cao em khoảng 1m7 trở lên. Thứ hai là công việc thì anh ấy, nghĩa là em không biết anh làm công việc gì, nhưng nghĩa là có thể tự nuôi sống bản thân mình được, không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Hai là tính cách là làm, mong anh là một người trưởng thành, điềm đạm như mình. Em đoán anh bên này là người như thế nào? Nãy giờ mình nghe kiểu nói chuyện mình đoán anh sao? Em nghĩ anh là chắc là một người điềm đạm, chắc là cao khoảng tầm 1m7, có thể là hơi mụn mỉm một xíu. Chà, em đoán anh hơi mụn mỉm một xíu. Tại em nghe giọng nói thôi chị, em đoán thôi. Nghe cái giọng nó nặng nặng á, phải không? Hơi mũm mĩm xíu. Dạ. Mà em thích người mũm mĩm hay là thích người? Dạ em cũng thích người hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Rồi. Dạ. Tóc tai quần áo em đoán ảnh như thế nào? Mắt mũi miệng như thế nào? Em nghĩ là dân kỹ sư thì người ta sẽ không cầu kỳ nhiều. Em nghĩ là anh hôm nay anh sẽ đi sẽ là gọn gàng. Gọn gàng. Dạ. Dân kỹ sư mà cũng không có trao chuốt gì đâu. Ra hiện trường, ra công trường mà mộc mạc. Dạ. Rồi, thế còn em muốn một người bạn gái như thế nào?
Em thì muốn một người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m55 trở lên bình thường. 55 trở lên bình thường. Còn về tính cách thì rất quan tâm và chia sẻ. Em cũng quan trọng về cái chuyện ví dụ bạn gái có biết nấu ăn hoặc là đối với cha mẹ thì biết cách giao tiếp. Cái đó chút xíu nữa mình sẽ trực tiếp trao đổi với nhau xem ha. Em nấu ăn được không cưng? Dạ em thì do công việc của em chỉ có đi trực và đi ở nhà, nhưng mà những cái hôm ở nhà thì em sẽ tự nấu món ăn cho mình, nhưng mà em thích đầu kho và sở trường của em là luộc. Cái gì em cũng có thể luộc được. Dạ. Đơn giản, bắt nước lên và luộc. Dạ. Ăn đồ luộc nha cưng nha, chịu khó ăn đồ luộc nha. Em đoán thử coi nãy giờ cô bên này như thế nào, vóc dáng ngoại hình cổ như thế nào, mặt mũi cổ như thế nào? Em nghĩ bạn gái bên cạnh thì hơi mập mập một tí. Hơi mập mập một tí, tóc tai. Tóc thì em đoán tóc vừa ngang vai. Vừa ngang vai, đó cũng hay quá, hay giống thầy bói ghê luôn. Chút xíu nữa sẽ cho hai bạn xem, nhưng mà trước tiên thì mình đi một chút xíu về cái tình trường đi. Thế em gái em đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em hiện tại thì em đã trải qua 2 mối tình. Khi mà tìm hiểu 2 mối tình đó thì có những cái quan điểm mà tụi em không hợp. Dạ xong sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm 1-2 bạn, nghĩa là chỉ tìm hiểu tính cách trước nhưng mà không có hợp, nên là hơn 1 năm nay thì em không có chính thức không có tìm hiểu ai. Không hợp là không hợp về cụ thể là không hợp về. Dạ mối tình đầu tiên của em thì do là công việc, khi mà lúc đó là em mới vào Bình Phước em lập nghiệp, em học xong là em lập nghiệp ở Bình Phước luôn, thì cái bạn nam này ở quê gần nhà em luôn. Thì khi mà bạn ấy không xin việc được trong này, thế là bạn gia đình bạn yêu cầu bạn là phải lên Gia Lai, thế là tụi em chia tay. Do xa nhau. Dạ. Rồi cái người thứ hai. Còn mối tình thứ hai thì đang quen, tự nhiên mà cái bạn nam đó bạn lơ luôn, xong rồi 2-3 tháng sau bạn đi lập gia đình. Trời ơi, không vậy là nó không thực tình với mình rồi. Dạ. Sau đó là 1 năm sau là bạn có nhắn tin hỏi thăm em. Em chỉ nói một câu mà tới giờ chưa thấy bạn nhắn tin lại lần nào. Nên em chỉ nói là cảm ơn ngày đó là rời xa để Thùy biết và Thùy phải cố gắng chỗ nào. Rất thầm thúy và sâu sắc. Thôi không phải duyên của mình thì là như vậy thôi. Biết đâu vậy sau này mình sẽ có một những cơ hội tốt hơn. Dạ. Thế còn em, tình trường mình sao nè? Em thì chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết. Hèn chi nãy giờ tôi nghi rồi, tôi thấy sao mà rụt rè nhút nhát dữ vậy. Tự tin lên nè. Em thì từ nhỏ đến lớn em chỉ có đi học, lớn lên đi học về đi làm thôi. Còn về tình yêu thì lúc đó em cũng xác định em cũng chưa muốn có người yêu, chưa muốn lấy vợ. Thì bây giờ muốn chưa? Dạ thì em muốn. Bây giờ thì em muốn. Dạ. Coi chừng muộn. Bây giờ mình không có kinh nghiệm gì hết, bây giờ làm sao mình chinh phục được bạn gái? Theo em nghĩ đi, bây giờ sao? Theo em thì bây giờ hai người tự nguyện đến với nhau thì đầu tiên là phải sự chân thành. Trước tiên em cần sự chân thành là. Bản thân em đủ tự tin không? Đối với em thì đủ tự tin. Có bạn gái thì em sẽ chăm lo và quan tâm chia sẻ nhiều. Chút xíu nữa mình phải cố gắng thuyết phục bạn gái nha. Đây là một cô gái cho thấy rất là cá tính, rất là dễ thương. Đó mà em này chị đang ái ngại nè, chưa có kinh nghiệm nè, rồi hơi nhát nữa, là không biết là có chinh phục được bạn gái hay không. Bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta sẽ được mở cánh cửa trái tim này ra để chúng ta có gặp nhau. Mở cửa trái tim. Rồi dạ, chúng ta chào hỏi nhau rồi hai bạn. Chào em. Dạ, đây là món quà và đây là cái dòng sách mà em hay đọc. Em tặng em làm như miệng. Cảm ơn em. Anh có bó hoa anh gửi tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Dạo Hảo Phúc, rồi chúng ta sẽ có thời gian tâm sự riêng với nhau ít phút, được không nè? Tự tin lên nha cưng nha, mời món ăn vào ạ. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dạo Hậu Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ có xíu mại nè, chân gà nè, đậu hũ kia cuộn tôm, bánh bao xa xíu mật ong, bánh cuốn tôm tươi. Thật là tuyệt vời. Hay, bây giờ hai bạn ha, vừa thưởng thức nè, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ, em còn. Ăn trưa ngon miệng ha. Dạ, rồi, tạm biệt chị. Hai bạn. Ga lăng lên nè, ngồi thẳng lên, ăn. Mời bạn gái ăn. Dạ, em mời anh. Mời em. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là công việc của anh thì anh có phải hay đi xa không anh? Anh thì tùy theo dự án em, thì anh thì làm công ty. Nhưng mà tùy theo dự án, có thể là đi xa, có thể cũng có thể là ra ngoài Bắc. Tại vì là em nghe nói xây dựng là đi xa mà đi mấy tháng liền luôn anh. Theo dự án là mấy tháng luôn. Vì công việc của anh thì công ty chính của anh là ở ngoài Hà Nội. Còn ở trong Sài Gòn thì là văn phòng thôi. Dạ. Cho nên là, nhưng mà chủ yếu anh thì làm ở trong thị trường miền Nam. Dạ, tại vì là anh cũng biết công việc của em đấy. Nhiều khi đi chụp em sợ lệch múi giờ của anh. Em mời anh ạ. Mời em.
Ủa em thấy anh có vẻ run quá à, cứ bình tĩnh đi anh. Anh hồi hộp quá. Dạ. Này anh bảo là anh chưa có mối tình nào thì em muốn hỏi là chưa một lần rung động sao anh? À, anh thì có rung động nhưng mà anh cảm giác rung động nhưng mà anh không có dám thổ lộ á. Anh thì nhát. Vì khi đã yêu ai thì anh xác định là yêu và lấy người ta. Dạ. Và không để cho người con gái mình thiệt á. Dạ. Mình chỉ sợ làm người ta tổn thương thôi. Dạ. Ví dụ như giờ hẹn hò với em nè, bây giờ thời gian nào hẹn hò với em nè, hay là anh đi riết mấy tháng theo công trình luôn? Anh thì kỹ sư thì anh sắp xếp được những cái công việc và trao đổi được với anh em làm thì cuối tuần hoặc là cuối tháng thì anh sắp xếp được công việc thì anh dạ. Chạy trên. Tại vì là em ở Bình Phước, anh ở Sài Gòn thì ví dụ như là anh nên thăm em hay em nên thăm anh nhờ? Cái này thì để anh thăm em. Dạ. Anh mời đi anh. Em chung. Dạ. Anh có gì mà anh hỏi em, anh cứ tự nhiên đi. Anh cho anh hỏi thêm câu, đối với em thì em nghĩ mà nếu chưa lập gia đình thì em nghĩ chuyện quan trọng ví dụ là về bố mẹ hoặc anh chị em trong nhà thì liệu mình có giao tiếp và mình có sắp xếp, mình có nói chuyện được, có hòa thuận được với mọi người trong gia đình không? Dạ, cái này thì anh không phải lo, tại vì là em thế là em cũng đi ra là hơn 10 năm nay rồi. Thứ hai, điều đầu tiên của em đó là chị Hiếu. Thứ hai đó là tôn trọng những người lớn. Còn về cái mà hòa thuận anh em cho gia đình là em sẽ tự bản thân mình sẽ biết thích nghi với mọi người. Dạ. Rồi anh có hay về quê không? Anh thì một năm thì anh về một lần. À dạ. Em thì thỉnh thoảng em có khi gia đình có việc hoặc là một năm về một lần. Nhưng mà thường vào các dịp lễ Tết là em ít khi về được, tại vì em bận trực. Cho anh hỏi câu lần đấy, dạ. Chứ mà thời gian mà ví dụ như anh mà thời gian sắp xếp hẹn hò đối với em mà không có kịp thời gian hoặc cái thời gian anh bận thì liệu em có thông cảm được cho anh không? Dạ, cũng giống như em, cái công việc của em là hay trực, không có, nếu mà thời gian bảo là sắp xếp liền thì rất là khó, nên là em cũng hiểu cho anh, tại vì ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng của bản thân mình nữa. Bên đây cũng bận, dạ. Cũng trực, bên đây cũng đi theo công trình. Mà sao nãy giờ đồ ăn ngon vậy, lo nói không ăn miếng nào hết trơn vậy nè. Rồi bây giờ chút xíu nữa hai bạn sẽ ra ngoài ăn riêng với nhau, dạ. Ha, để mình tiếp tục chương trình. Thật sự hồi nãy giờ chị ngồi ngoài chị lắng nghe mà chị thấy cũng có những cái nó hơi khó với hai bạn, nhưng thật ra mình yêu xa còn được, huống chi là mình, yeah. Ở gần nhau, yeah. Tại thật sự nếu mà mình có cái tình ý với nhau á, mình cũng sẽ sắp xếp được hết thôi à, yeah. Ở bên đây thì cũng trực công việc, bên em thì cũng đặc thù công việc. Nếu mà quan trọng là mình có hợp với nhau hay không. Thế nãy giờ ngoài những chuyện hỏi thời gian, mình có hỏi gì về tính cách của nhau hay không, mình có hỏi gì về kế hoạch của tương lai, hay là về những cái quan điểm như thế nào về tình yêu hay là hôn nhân gia đình, mình có hỏi những cái đó chưa? Chưa. Hay không? Em quan điểm như thế nào về hôn nhân? Tình yêu trong hôn nhân thì đầu tiên thì em không có muốn sự giả dối. Và nói chung là đầu tiên là em cảm nhận được cái sự chân thành và lo lắng cho nhau. Em nghĩ như vậy vì em. Còn em? Em nghĩ là điều gì quan trọng nhất trong cái tình yêu của hôn nhân? Dạ, em nghĩ là điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là cái sự tin tưởng, trách nhiệm và thủy chung với nhau. Nên là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm tới nhau. Dạ. À, để cho hai bạn có thể là cho nó thoải mái hơn ha, có để chút xíu nó dễ dàng mình có quyết định bấm nút hay không. Bây giờ hai bạn hãy chơi một trò chơi nho nhỏ của chương trình, mình bóc một lá đi em, rồi đọc lớn lên thôi coi nè. Yêu cầu bạn nam kể một câu chuyện hài khiến bạn gái bật cười. Kể một câu chuyện hài cho bạn gái cười. Chị nghĩ em chỉ thật thà em kể chuyện là bạn gái cười rồi đó. Dạ, em thích nghe gì thật mà. Đúng rồi, mời em. Kể chuyện gì em? Chuyện gì, thí dụ em đi làm có chuyện gì vui. Anh kể chuyện lần đầu anh rung động đi. Đúng rồi. Đối với anh lần đầu rung động thì anh chắc xấu hổ. Xấu hổ thôi. Lần đó là lần nào, như thế nào? Trời chưa, cô dễ cười vậy. Người ta chưa kể gì chứ cười luôn rồi. Lần đó là lần nào, năm nào, thì gặp người ta ai? Cười rồi, đó là cười gì? Lắm, không, tôi chưa cười. Lần nào gặp ai mà rung động? Bao lâu rồi, nhớ không? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì em gặp bạn, bạn cùng lớp thôi. Bạn ấy vừa cùng quê với em thì em chỉ rung động là em nhìn thấy, đầu tiên em nhìn thấy là người ta đẹp và người ta là học giỏi. Rung sao? Lúc đó rung động ở trong người như thế nào? Thì em thấy thì ngồi sau thì em thấy cũng muốn tiến tới, ngồi hỏi thăm, hỏi quan tâm, nhưng mà
Em thấy xấu hổ. Em không ngại, em không đến. Trời ơi, dễ cười quá. Sao cũng cười, lúc đó tim đập mạnh hay là tay chân có run rẩy hay là nhịp thở có dồn dập hay là lúc có gì khác bình thường không? Tim đập mạnh chưa lắm. Tim đập mạnh lắm. Thế nãy giờ ngồi đây tim có đập mạnh hơn không? Lúc cửa đó tim này mở ra là lúc chị đi ra ngoài tim em có đập mạnh không? Nãy giờ có rung động không? Có chị. Có hả? Rồi bóc một lá đi. Rồi đọc lớn lên. Đọc lớn bạn lên coi. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam đối diện. Rồi mời em, 5 điểm gì ở bạn nam mà bạn thích nhất? Dạ, răng khẩn. Răng khẩn. Dạ, thứ hai là có vẻ nhìn mặn, hiền. Hiền. Thứ ba là các kỳ chuyện cũng khá là chân thật. Chân thành. Thứ tư là cái điểm nhút nhát của bạn. Nhút nhát. Dạ. Khá nhiều. Cuối cùng. Điểm thứ năm đó là gộp tất cả những 4 điểm còn lại là bạn là người thực sự là chân thành. Chân thành. Thôi bây giờ chị hỏi nè, nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì vì tuổi em cũng lớn rồi, nếu như được thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm em chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Em cũng chuẩn bị một ít mà cũng có sự hỗ trợ của gia đình. Ok, gia đình. Nếu lấy nhau thì em nghĩ là mình sẽ sống và lập nghiệp ở đâu với vợ mình? Em thì em vào miền Nam thì em xác định ở trong miền Nam. Ở miền Nam luôn. Rồi, bây giờ cho nếu cho em một cơ hội để nói một điều gì đó với bạn nữ bên cạnh trước khi đưa ra quyết định bấm nút hay không thì em sẽ nói gì? Mời em. Nhìn thẳng vào cô ấy. Anh thì con người anh thì sao anh nói vậy? Thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hy vọng em sẽ cùng đồng hành đi đến hết cuộc đời. Có biết hát hò gì không? Em hiện tại em run quá, em không nhớ được lời nào hát. Run đó, cái gì bẻ hồ quẹo gãy hết mấy ngón tay bây giờ. Bạn nữ cứu bạn nam đi nè. Dạ. Em hát cho bạn nam nghe một đoạn đi, cứu bạn nam đi nè. Dạ, em thì cũng không có thuộc nhiều bài hát, em chỉ thuộc một đoạn trong một bài hát thôi. Vỗ tay lại cho bạn nữ. Em chỉ hát một đoạn. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Chẳng có giận hờn vì anh yêu em. Và mãi mãi, mãi mãi anh chỉ có em tận trong tim. Có nghe được kịp lời bài hát không? Thấy nghe giọng hát hay chưa? Không có nghe kịp. Trời đất ơi là trời, tôi chán ông ghê luôn. Nghe giọng hát hay thì không nghe được cái lời. Mãi mãi anh chỉ tận trong tim gì không nghe luôn. Có, nhưng mà nghe không hết đâu chị. Thôi, được rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này á, là nút bấm hẹn hò ha. Mình có tình cảm với nhau, mình có cảm xúc, mình muốn tìm hiểu đối phương, muốn tiến tới lâu dài thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, đây không phải đối tượng mình tìm thì mình không bấm, hiểu không? Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Đường. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Em nghĩ bạn gái bên này không có phù hợp với em. Không phù hợp, lý do không phù hợp ở chỗ nào? Em nghĩ đối với công việc của em thì tương đối là vất vả. Và em sợ bạn gái không có thể sắp xếp và thông cảm cho được cái công việc của em. Là em đi nhiều quá, em đi suốt hả? Thế là em không thể đi nhiều. Vì tùy theo công việc của em nữa. Có nghĩa là vì em cũng đi nhiều và em thấy công việc bạn gái thì cũng đi nhiều thì em sợ không có ai lo cho gia đình, đúng không? Và em muốn một người con gái có thể san sẻ được cái công việc của em và có thể quan tâm được, lo lắng cho. Có nghĩa là cái người đó ít việc một xíu, ở nhà nhiều hơn, ý em là như vậy. Thế còn em thì em cảm nhận như thế nào? Em chỉ về cái suy nghĩ của ảnh thì em thấy như thế nào? Dạ em đồng ý quan điểm với anh ấy. Còn em thì khi mà tiến tới tình yêu hôn nhân thì cái thời gian thì tự bản thân và hai người tự sắp xếp. Ngay cả công việc của em cũng bận rộn như vậy. Chị thì chị cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mỗi người thì có một cái suy nghĩ riêng. Chúng ta không thể mình điều khiển cái suy nghĩ của người khác được. Mình cũng phải tôn trọng cái quyết định của các bạn. Rồi xin mời hai bạn đứng lên đây. Thà là như vậy, anh nói rõ được cái quan điểm của mình. Thì đây cũng là một cô gái rất là năng động, bản lĩnh và tự tin trong công việc. Có lẽ vì như vậy là hai bạn chưa có khớp nhau lắm. Nhưng mà thật ra thì em cũng phải tự tin lên một chút xíu. Chị nghĩ là em đang bị hơi thiếu tự tin một chút đó. Tại vì khi mà có tình yêu nó có đủ á thì mọi thứ đều có thể sắp xếp được hết. Thôi thì chị cũng hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Mình chưa có người được nhạc điểm hết nên là mình tạm ghé vào trong một cái chỗ trống để mà phỏng vấn thôi.
Dạ rồi, ok. Vậy mời anh sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. À, mình tên là Ngô Quốc Huy ha. À, hiện tại ra là mình sinh năm 1992. Năm nay mình 32 tuổi rồi. À, thì hiện tại là cái công việc của mình đang làm đó là mình chạy xe ráp thôi. Chạy chạy xe ráp công nghệ á. Thì ngày thì trung bình mình thu nhập thì cũng cỡ từ 300 đến 400 nghìn nếu mà mình chạy cả ngày á. Tính cắt trừ cái chi phí ra thì cũng cỡ khoảng 300 đến 400. Là quê của mình ở đâu Huy? À, quê của mình ở Tiền Giang, cái lại mình lên đây cũng cỡ được 7-8 năm rồi. Mình lên đây mình đi làm xong rồi mình sống ở trên này luôn. Có mẹ mình lên trên này nữa. Ở dưới quê thì còn mấy cô dì chú bác thôi. Hiện tại thì lúc trước thì lên đây mình cũng đi làm công ty đó. Nhưng mà kiểu mà sau cái mùa dịch đó rồi đó, thì công ty nó giảm bớt, cắt giảm nhân sự bớt. Rồi mình mẹ mình cũng đang bị bệnh ốm nặng á. Nên là mình chọn cái công việc là chạy xe ráp để mà có thể lo thuốc men rồi cho mẹ. Hiện tại thì thấy chương trình cũng có bạn giới thiệu tác mình vào cũng là và chương trình cũng mình chưa có ai một nữa cho nên là tác mình vô để mình cũng tham gia chương trình để kiếm một bạn nào đó có thể là đồng cảm đồng tâm mình có thể cùng nhau chia sẻ. Thực ra thì cuộc sống có những lúc thăng trầm mình nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình có thể tìm hiểu nhau thôi. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình xíu ha. Điểm mạnh của mình á thì mình là một người rất là chân thật thiệt thà lắm, tại vì nói chung là mình người miền Tây mà mình cũng không có làm cái chuyện gì mà dám dối gạt ai hết. Rồi mình cũng gần gũi tiếp xúc với mọi người, dễ nói chuyện, dễ làm quen, dễ nói chuyện, dễ bắt chuyện với mọi người, cũng gần gũi thân thiện. Rồi điểm mạnh của mình là mình cũng có cái gọi là sự gọi là biết quan tâm người khác. Khi mà mình chở khách đi thì ai mình cũng đối xử rất là ân cần, nói chuyện với họ rất là nhiệt thành. Đôi khi họ có thể là họ xin số điện thoại của mình, họ đi nhiều lần á. Dạ, là như vậy. Thì còn điểm yếu của mình á là mình hay kiểu mà có nghĩa là hay nóng vội, bộc trột trong công việc. Ví dụ như là mình không có cái sự kiên nhẫn á. Mình hay gọi là hay nóng tính xíu. Rồi mình cũng cố gắng mình kiềm chế cái tính đó. Rồi thì nói chung là cái chuyện gì mà mình kiểu mình cũng đúng thôi chứ không phải là chuyện gì cũng nóng tính hết. Chuyện gì mà kiểu quá đáng mình kiểu mình hay kiểu sống kiểu mà kiểu chu toàn á, là kiểu mọi việc phải theo cái sự logic, phải đâu đó là phải trong cái sự chuẩn bị của mình mà nó nằm ngoài sự kiểm soát, đôi khi là mình sẽ bị kiểu bực bội. Nói chung là như vậy thôi, nhưng mà tính mình cũng không có hay giận lâu. Dù mình chỉ mình bực bội mình nói một hai câu qua chuyện thôi rồi hôm sau lại thôi, chứ không mình tính mình không hay giận dai. Dạ, như vậy. Rồi tình trường của mình trước giờ làm sao, trải qua mấy mối tình rồi? Trước thì mình cũng có mối tình, mình có quen một bạn gái học mình đi học á, học xong rồi cái đi làm chung. Nhưng mà kiểu một thời gian là kiểu hai đứa nó không có cùng cái gọi là tôn giáo. Mình thì mình bên đạo Thiên Chúa giáo, còn bạn mình thì là bên Phật. Thì bắt đầu thì quen thì cũng kiểu là hai đứa xác định là mình cũng không theo đạo bạn đó, bạn đó cũng không theo đạo mình. Rồi tìm hiểu nhau thời gian cũng bắt đầu là tìm hiểu nhau, rồi qua
qua cái sự đi làm, chia sẻ nhau qua công việc, rồi bắt đầu rồi chở nhau đi đi về về, rồi tối cùng nhau đi ăn uống này nọ thôi. Thì cũng nói chung là trải một thời gian thì kiểu gia đình thì cũng có biết á, nhưng mà một phần vấn đề về tôn giáo, phần thứ hai là kiểu là bạn đấy là đặt ra cho mình một cái mục tiêu nhiều hơn, cho nên là đôi khi mình không thực hiện được nên là cảm thấy bạn đó buồn. Rồi mình kiểu mình cũng ngồi lại với nhau rồi mình nói là mình có thể là có nhiều cái nó không thể đi xa được, mình muốn bạn đó có một cái tìm một cái người mới tốt hơn. Thì đôi khi là hai tụi mình chia tay nhưng vẫn là bạn. Hiện tại bây giờ cũng vẫn liên lạc với nhau nhưng kiểu là chia tay thôi, không phải là quen nhau nữa. Rồi sau đó thì khoảng thời gian sau đó 1-2 năm sau là mình không quen ai hết rồi. Mình lại chờ khi trong công việc mình đi làm á, thì từ đó cũng thời gian 2017 đến 2020 thì mình cũng có quen một bạn mà kiểu là yêu xa thôi. Yêu xa bạn đó ở ngoài Hà Nội thì hai đứa cũng yêu xa thời gian rồi thấy là cũng không có đi tới đâu, tại vì mình cảm thấy là có những cái không hợp nên là mình không có tiến tới được. Rồi mình bây giờ mình nói về cái hình mẫu mình mong muốn ha. Dạ. Hình mẫu bạn gái mong muốn như thế nào? Đến với chương trình bạn muốn hẹn hò, mình cũng mong muốn một bạn. Mình không có quá yêu cầu đòi hỏi khát khao gì mà mình chỉ mong muốn một bạn nào đó. Bạn nào đó có thể là nếu mà cùng tôn giáo với mình á, cùng đạo Thiên Chúa thì tốt. Còn nếu không cùng á thì mình mong bạn đó kiểu hiểu và thông cảm, chia sẻ cho nhau. Và cái thứ hai là bạn đấy cũng không cần phải quá đẹp, quá sang trọng hoặc là quá giàu có hay gì. Mình chỉ muốn là tìm một người bạn để có thể mình chia sẻ với mình qua công việc mỗi ngày, để mình có thể cùng nhau tìm hiểu nhau và có thể là giúp đỡ, san sẻ lẫn nhau thôi. Bạn gái thì cũng bình cũng không quá cao, cũng không quá thấp. Nói chung là cảm thấy dễ thương là được, chứ cũng không cần phải quá đẹp đâu. Rồi, nhưng mà của bạn gái thì sao? Bạn đó phải tính nào kiểu là bạn đó cũng... Nói chung là thì xà mình sẽ cần cái sự chân tình á. Quan trọng là cái chân tình là được. Yeah. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái thì sao? Dạ, tuổi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, tuổi thì... lớn hay nhỏ cũng được, nhưng mà ý là lớn, nếu mà lớn hơn mình đó thì cũng lớn hơn vài 3 tuổi thôi, đừng có lớn hơn quá. Còn nhỏ hơn thì từ 20 trở lên, cái từ 20 đến 30 là được. Cũng không có mình không quá quan trọng về độ tuổi. Dạ. Yeah. Rồi ok. Nói chung là mình không quan trọng hình mình không quan trọng hình thức, chỉ cần kiếm một người bạn chân tình là được. Dạ, vâng. Rồi ok, cái gì nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha. Dạ, vâng. Rồi cảm ơn Huy. Ừ, dạ. Chào em. Cảm ơn, bye bye. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi. Tên nghề nghiệp quê quán, tên tuổi của mình đi anh. Anh tên là Ngô Thọ, tên Thọ. Sinh năm 1985. Làm nghề tóc á. Tóc nam. Hiện tại anh đang sống ở đâu? Hiện tại anh đang sống tại tại Ninh Thuận, thôn Long Quý, xã Lâm Sơn. Nếu ví dụ như ghi hình tại Sài Gòn thì anh lên được không? Nếu mà tại Sài Gòn thì anh có thể lên được. Rồi, anh giới thiệu sơ giùm em về điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh anh hả? Điểm mạnh anh thì thích mặt anh thì tình yếu thì ở nhà thì cũng ít nói. Ít nói, trầm lặng. Còn điểm mạnh thì lúc thì cũng ở nhà cũng không có không cũng hiền lành với mọi người, rồi cũng không có chơi bời rồi hết. Vậy thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Mình thì cũng trải qua một mối tình nhưng mà thấy
không hợp nên chia tay. Cũng không có đi đến đâu hết, cũng quen nửa chừng mà thấy không hợp nên chia tay thôi. Mới có một mối tình thôi. Cái điều không hợp của anh là gì? Không hợp là do hai bên do hai bên không thấy không hợp nhau, thấy không hợp nhau nên tự tự hai bên tự chia tay thôi. Rồi vậy thì bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của anh muốn là gì? Mẫu bạn gái anh lý tưởng, anh mong muốn thì người đó thì cũng cũng hiền thôi, cũng cũng hiền lành, hiền lành. Nói chung là nhìn cái anh cao mét bao nhiêu? Anh cao 1m75. 75 rồi. Khi bạn gái anh cao 1m55 được không? Ok. Để xem anh thì cũng không có đòi hỏi gì, chỉ cần người đó hiền là anh là được rồi. Rồi, vậy thì tuổi tác anh mong muốn bạn gái là gì? Tuổi tác thì anh cũng mong muốn người đó thì cũng cũng lớn lớn tuổi xíu để chuẩn chạc một tí, chín chắn. Là phải lớn tuổi hơn anh đúng không? Đấy là độ tuổi nào cũng được thôi, miễn là miễn là thấy là được là ok, nhìn thấy được. Ok được. Vậy okay, thì chị ấy sống ở đâu, cảm thấy anh cảm thấy phù hợp nè, thành phố Hồ Chí Minh được không? Thành phố Hồ Chí Minh thì đi ra vô thì thấy cũng khó, cũng khó khăn quá. Ừ. Là nói chung phải ở gần gần đúng không? Gần gần xíu một tí. Rồi, ví dụ như là nghề nghiệp thì cô ấy có công việc nghề nghiệp ổn định là được đúng không anh? Nghề nào cũng được hết á, vì sao công việc gì cũng được. Anh cũng không có quan trọng. Làm nhưng mà nhà cửa mình đã ổn định hết chưa anh? Nhà cửa anh thì cũng ổn định hết rồi, anh ở chung với ba mẹ. Mấy chị rồi có gia đình hết rồi, anh chỉ còn mình anh ở chung ba mẹ thôi. Rồi rồi ok. Giờ đây một buổi casting tin bằng hẹn hò thôi, thì nếu anh được lựa chọn vào chương trình sẽ có một bạn làm việc ban sâu hơn ha. Dạ cảm ơn anh. Đây là ekip của chương trình thôi à. Nên mình tự tin giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Anh sinh năm 1990, tên là Đặng Trọng Châu. Đặng Hồng Châu hả anh? Đặng Trọng Châu. À, Đặng Trọng Châu, sinh năm 90. Rồi, anh Châu làm nghề gì anh? À, trước thì làm công ty, do dịch thì giờ về quê thì đang làm, cũng làm đi bốc xếp, đi bốc hàng, hóa vậy thôi. Anh luôn không có nghề nghiệp, thì anh đi làm việc nặng. Rồi mình quê mình ở đâu? Quê ở tỉnh anh, em ạ. Dạ? Quê anh ở Hà Tĩnh. À, ở Hà Tĩnh. Rồi. À. Điểm mạnh, điểm yếu của anh Châu là cái gì? Thì điểm mạnh của anh thì cũng là người tốt, chăm làm, thể dục thể thao. Rồi, điểm yếu? Điểm yếu là cũng hơi nghèo thôi. Tự ti như vậy hả? Anh làm công việc của anh thì giờ lương ổn không? Lương cùng tầm 7 triệu, 6-7 triệu. Ở nhà do nhiều mà khi... ở quê 7 triệu thì là ok. Còn ngày xưa anh vô đây anh làm cái gì? À, ngày xưa cũng làm công nhân, đi làm công nhân. Công nhân ở đâu? Làm ở Đồng Nai. Công nhân ở Đồng Nai. Rồi rồi sao giờ mình không dịch cái mình đi về quê, mình sao mình không vô để mình tìm việc nữa hả? Hay sao, hay là mình xác định mình ở quê luôn anh, hay như thế nào? Không, bởi do dịch thì về đây đang ở nhà, cũng tính đi làm cái tờ nước ngoài mà cũng đang chưa biết. Thế đang ở nhà vậy, nếu mà cuối năm này mà không thì mình có thể vào lại xin làm tiếp. Rồi em hỏi xíu, hiện tại là anh dự định tương lai là anh sẽ vào Nam lập nghiệp tiếp đúng không? Rồi. Cái đó thì mình quen. Hả?
quen người ngoài này thì như ngoài này mà quen được người ở trong, họ muốn ở trong thì mình vào trong á, tùy người mình quen thôi. Rồi tình trường của anh thì có mấy mối rồi? À, tình trường á, thì cùng ngày xưa từ 26 tuổi trở lại cũng có 2-3 mối tình. Từ 2-3 mối tình là 5 mối đúng không? Không, 5 mối, 2 hoặc 3, 2-3 người nữa. Rồi nói về 2-3 người đó đi anh quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Từ khi 26 tuổi trở lên thì anh chưa quen ai được. Là dưới 26 tuổi thì anh quen 2-3 người. 2-3 người đó như thế nào? Anh nói giúp em đi, mối tình thứ nhất anh quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Đó, em chủ động lên. Dạ. À, thì cùng mình cùng quen nhau vì đó hồi còn trẻ, xong thì mình làm ở Đà Lạt. Nên là hồi còn trẻ vào làm cũng quen, có một người quen, người đó cũng là sinh viên. Sau rồi quen được 2 năm đi. Sau rồi anh về quê, người ta cũng dần dần nhạt thì mình cũng nhạt đi, thì rồi cũng không liên lạc nữa. Dần dần thì thời đó còn trẻ mà, mình nhiều khi thay máy thay đồ á, không liên lạc nữa. Vâng. Thì ngày trước cũng có một người ở Vũng Tàu. Lâu rồi. Rồi sao không quen nữa, quen người ta? Thì đó hồi nó còn trẻ thì cũng quen vậy, không hồ lắm á. Rồi từ 26 tuổi giờ tới tới nay là anh nhiêu tuổi rồi? À, tới nay là anh 90, là 33, 34 rồi. 8 năm trời mà mình không tìm hiểu thêm ai được nữa hay sao? Do cái tuổi 26 tuổi nên là mình cũng già đi, với lại mình cũng ít nói. Hồi trẻ thì còn có người thích mình, tính mình nói, nhưng về thân gái thì mình không thành. Sau hồi trẻ thì cũng có mấy người ta tự thích mình thôi. Còn mình, tại vì mình không chủ động thì lấy đâu ai thích mình. Mình cũng phải con trai mà, mình cũng phải chủ động lên thì người ta mới thích mình chứ. Nhưng mà do anh được làm công ty hồi còn trẻ thì đi là làm đấy, thì làm vườn làm đồ á. Dạ. Sau thì mà bữa về quê mới vào Đồng Nai làm một năm, thì dịch về quê làm công ty. Còn ngày trước tôi là đi làm vườn. Rồi bây giờ anh ở ngoài Hà Tĩnh thì anh vô Sài Gòn ghi hình được không hay như thế nào? Tại vì giờ chương trình của em là phải ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh này á anh. Vâng, nếu mà tìm được người phù hợp thì cũng vào. Rồi ok. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là mẫu người như thế nào nè? Thích một người biết chăm sóc con cái, biết thương yêu. Mình nói lớn hơn xíu giùm em được không? Rồi còn gì nữa không nè? Họ thương mình là được, không quan trọng về chuyện giàu hay nghèo. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền của bạn gái thì sao anh ơi? Tuổi tác sao? Là sao? Thì tuổi tác của bạn gái anh mong muốn á. Tuổi thì cùng trong anh 54 thì cùng người tầm 34 trở lại. Rồi ok. Rồi công việc quê quán vùng miền thì anh có yêu cầu gì không? Yêu cầu bạn gái à? Dạ đúng rồi, thì anh được yêu quyền yêu cầu mà, mẫu người bạn gái anh thích mà, để cho em tìm đối tượng cho anh. Thì nếu mà giờ giả sử mà họ theo mình về ở với nhà mình á, thì anh có thể là làm giấy tờ đi nước ngoài để lo cho vợ cho con. Còn họ không thích về mình mà bắt ở trong Nam á, thì anh vào đó xin đi làm công ty. Người ta về quê anh rồi anh đi nước ngoài. Anh đi nước ngoài rồi bỏ vợ bỏ con nhà. Không, người ta về thì mình có thể là con xong thì mình về làm đi nước ngoài, để mà người ta ở nhà thì mình đi làm cùng 3-4 năm nó về mà. Nếu mà người ta về quê mình làm dâu thì mình cũng phải đi nước ngoài làm chứ, để có tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Ví dụ tại cái này á, thì tại vì em cũng hỏi sâu vô luôn, tại vì hả nhiều cái đó thì chuyện của anh chị sau này tính nữa. Còn bây giờ là em hỏi mẫu người mà anh mong muốn nào, quê quán vùng miền của họ thì ở đâu sẽ phù hợp với anh, hay là ở đâu anh cũng được? Ở đâu cũng được, quan trọng họ
thật lòng, họ yêu thương mình thật lòng là được. Rồi, dạ, rồi chương trình thì đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh ha. À, nếu như mà có người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng trong của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên em sẽ có người liên hệ lại với anh ha. Vâng. Rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em nha. Dạ, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi đó anh, nên là anh cứ bấm nút đỏ thác cuộc gọi giùm em nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ.